Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến rằng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m. Và được anh chủ nhà đúc kiên cố một trệt và một lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh. Và mình sẽ có khoảng sân ở phía trước để phơi đồ. Và với căn nhà mình thì nằm thêm con hẻm xe hơi, xe tải để di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ là quý hàng tôi sở ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và nằm thêm con hẻm xe hơi xe tải, chỉ cách đường trục chính đường Phan Huy Ích khoảng độ 50m thôi. Mình có một con hẻm di chuyển ra phía tay trái sẽ ra trục đường Phan Huy Ích và rẽ ra hướng tay phải sẽ ra trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với con hẻm xe hơi xe tải di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đang được anh chị chủ nhà cần tiền bán gấp. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ thôi, quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có một cái giá rất là mềm này. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì phía ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có khoảng sân khoảng độ hơn 1m để mình để xe gắn máy và di chuyển vào bên trong. Sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình, với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách căn nhà. Sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và xung quanh tường cũng được anh chị ốp gạch đá cao lên gần 2m, rất là sạch sẽ. Và hai bên thì mình có tủ rượu cũng như được các chị đóng sẵn, trang trí rất là đẹp. Và chỉ với giá 3 tỷ 980 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày với căn nhà chỉ với giá hơn 3 tỷ. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m và được các chị nhà đúc kiên cố một trệt và một lầu. Và căn nhà này thì đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn đang rất là mới. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ là quý khách hàng có thể mua ở và đầu tư cũng như cho thuê. Và mình mua để dành với căn nhà có bề ngang lên đến 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m và được các chị đúc kiên cố một trệt một lầu, với nhà vệ sinh rất là rộng và phòng khách rất là rộng. Cũng như đây là khu vực nhìn từ bên trong ra bên ngoài một căn nhà chỉ với giá hơn 3 tỷ thôi. Căn nhà đang hướng là hướng chính bắc của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm xe hơi xe tải di chuyển vào bên trong căn nhà rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình chỉ cách đường trục chính đường Phan Huy Ích tầm cỡ khoảng 50m và cách trục đường Phạm Văn Bạch thì khoảng gần 200m. Mình có thể di chuyển ra tới chợ Phạm Văn Bạch. Cũng như là căn nhà mình nằm giữa với hai trục đường chính là đường Phan Huy Ích và đường Phạm Văn Bạch. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng nhôm và phía trước thì được anh chị thiết kế bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn. Bên trong không gian phòng ngủ thì mình có tủ quần áo, kệ để tivi và có máy lạnh tặng kèm. Phía trước thì mình sẽ có khoảng sân để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, cũng như để mình phơi đồ. Và ở đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ là quý nhà đã sở hữu ngay cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Một căn nhà được thiết kế cũng như rất là gọn gàng và rất là đẹp, với không gian phòng ngủ cũng tương đối rất là rộng và được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm. Và khu vực lầu 2 sẽ có một cái nhà vệ sinh ở phía sau.
được anh chị thiết kế để mình có thể sử dụng cho khu vực lầu 1 của căn nhà. Và mình có một khoảng sân để mình phơi đồ ở phía sau căn nhà, cũng như nếu gia đình mình có nhu cầu phơi đồ ở phía trước thì mình cũng đang có một cái sân thượng ở phía trước rất là rộng để mình phơi đồ cả phía trước và phía sau căn nhà. Và chỉ với giá 3 tỷ 980 triệu đồng, còn thương lượng mạnh 3 tỷ 980 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà sở ngay cho mình căn nhà đang có bề ngang lên đến 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 11m và được anh chị đúc kiên cố một trệt một lầu này. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.